Thưa quý vị và các bạn và thưa chị Như Lê này, củ nghệ vàng và củ nghệ đỏ chắc hẳn là chị đã từng nghe qua đúng không ạ? Thế nhưng mà củ nghệ trắng thì không biết là chị đã từng nghe qua và đã từng dùng qua chưa ạ? Nói đến củ nghệ trắng thì thật sự là đây là lần đầu tiên mà Như Lê được nghe tới và thực sự là cũng chưa được dùng qua cái sản phẩm nghệ trắng này. Và cũng nhân dịp này thì xin mời quý vị và các bạn cùng với Như Lê cùng tìm hiểu về cây nghệ trắng xem là nó có những cái tác dụng gì qua mục kiến thức cuộc sống ngày hôm nay. Đây là ba sào nghệ trắng của gia đình chị Lê Thiệu Anh ở Buôn Sang B, xã Eherdin, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk đang chuẩn bị cho thu hoạch. Đây là năm thứ hai chị Anh đưa cây nghệ trắng vào trồng và được thị trường đón nhận. Được cây nghệ trắng này thì phải tuân thủ đầu tiên là vùng đất phải được sạch và được cấp mã vùng và phải được cả cái nhà tiêu thụ là bên dược và bên mỹ phẩm đặt hàng thì chúng tôi bắt đầu mới tìm cái nguồn giống về để trồng và để cho ra được sản phẩm là tinh bột nghệ trắng. Trong quá trình trồng thì đầu tiên là mình phải giữ được đất sạch và tất cả các cái khâu chăm bón là phải hoàn toàn hữu cơ, không phân không thuốc và trồng là trồng thành bãi, không trồng sen ở trong sầu riêng, cà phê, hồ tiêu để là tới khi mình kiểm nghiệm cái sản phẩm này cho ra một cái kết quả kiểm nghiệm là rất là tốt tất cả các chỉ số, ví dụ như là hàm lượng curcumin rồi vitamin B, tổng hợp các cái loại vitamin và cadimi là ở bên kim loại nặng và nói chung là tất cả các chỉ số đều phải đạt thì bên nhà đặt hàng người ta mới đặt hàng, cho nên chúng tôi rất là quan tâm nhất là vùng đất phải sạch và phải được cấp đầy đủ là mã vùng. Nhưng mà riêng thằng nghệ trắng á, thì trong cái củ lại là màu kem và tính bột nó màu kem, còn nghệ đen á, thì trong củ phá màu tím đen nhưng mà cái tính bột lại màu trắng. Trong cái nghệ trắng này nó có vô cùng khó khăn so với cái nghệ vàng và nghệ đen. Cái nghệ vàng thì cái khâu trồng cũng dễ, rồi khâu thu hoạch cũng dễ. Còn thằng nghệ trắng này trồng là khó, rồi lại thu hoạch cũng cực kỳ khó. Vì nó đây, nó như này này, để cho ra một cái củ thì đòi hỏi là rất là nhiều công vào này. Và hai năm mà chỉ đạt được sản lượng như này. Nó sản lượng rất là thấp. Nghệ trắng còn có tên gọi khác là nghệ rừng, nghệ thơm vân vân. Tên khoa học là Curcuma aromatica. Nghệ trắng cũng thuộc chi Curcuma nhưng khác với nghệ vàng, nghệ đen. Cây có củ màu trắng và thơm, mùi không nồng như củ nghệ vàng. Nghệ trắng có những thành phần dược liệu quý tốt cho sức khỏe, có thể sử dụng như một loại gia vị hay chế biến thành bột, tinh bột trong chăm sóc sức khỏe, làm đẹp vân vân.